Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849490188 hoặc 0396164604 ạ. Hiện tại là buổi tối của ngày 8 tháng 7 năm 2023, thì tối hôm nay bên cơ sở lan rừng em có cập bến ngập nhà những cái mặt hàng lan đẹp ạ, với cái giá rất là rẻ. Cô chú anh chị có thể sưu tầm những cái cây lan đẹp nhất cho sân vườn của nhà mình. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Xem báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển ạ. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc là nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo, cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có nhé. Đầu tiên ạ, em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị là một cái lô giáng hương tam bảo sắc, và đây sẽ là cái dòng hoa vàng. Mà khi mà sổ hoa thì phần đa cái bông hoa của nó sẽ là vàng gần như là cái mặt bông của hoàng nhạn. Thậm chí nếu như ngắt bông hoa ra, cô chú anh chị có thể không phân biệt được đâu là hoàng nhạn với cả đâu là cái tam bảo sắc luôn. Và hoa thì vô cùng là thơm cô chú anh chị nhé. Và giáng hương tam bảo sắc hàng cây tuyển chọn, mỗi một cây phải dài trên 20cm hết ạ, là hàng cây tuyển chọn ạ. Hàng lá xếp đẹp như vậy em bán với giá chỉ có 170.000 trong 1 kg thôi ạ. Và sang bên này đây thì em có dòng giáng hương bạch nhạn ạ. Cho cô chú anh chị nào yêu thích cái màu hoa màu trắng và mùi hương thơm rất là nhẹ nhàng tuyệt vời luôn đấy ạ. Cái dòng giáng hương bạch nhạn đều là những cây trưởng thành với cây bé nhỏ như vậy, nhưng mà có thể cho những cái cần hoa màu trắng dại vươn cao và rất là đẹp luôn này cô chú anh chị này. Giáng hương bạch nhạn này thì em bán với giá chỉ có 170.000 cho 1 kg thôi. Và em sẽ bán từ 0,2 kg nhé cô chú anh chị nhé. Bán từ 0,2 kg luôn ạ. Với 0,2 tức là hơn 30.000 thôi, cô chú anh chị mình có thể sở hữu những cái cây, những cái giò bạch nhạn để sưu tầm rất là đẹp luôn ạ. Sang bên này đây thì em có dòng giáng hương hoàng nhạn. Hoàng nhạn có lẽ ít có cái loại giáng hương nào có mùi hương thơm hơn hoàng nhạn ạ. Giáng hương hoàng nhạn cô chú anh chị này, em bán với giá là 700.000 cho 1 kg. Đấy, thay vì cô chú anh chị mua cái hoàng nhạn hàng cây ạ, mỗi một cây theo với nhà vườn người ta có thể bán 70-80 cho đến 100.000, thì cô chú anh chị có thể mua hàng cân ở đây với giá 700.000 cho 1 kg. Tuy nhiên thì em sẽ bán từ 0,1 kg. Đây, với 0,1 kg cô chú anh chị có thể sở hữu một cái lô hoàng nhạn, nếu như cây nhỡ có thể sở hữu một cái lượng khá là nhiều cây như thế này, về cô chú anh chị thoải mái trồng và chăm nhé. Những cây này thì đều có khả năng là sẽ cho hoa ở mùa sau hết ạ. Hoặc là cô chú anh chị mình cũng có thể mua những cái cây lớn này, cái mùa này là cái mùa bắn rễ rất là đẹp luôn, nên là cực kỳ là dễ sống cô chú anh chị nhé. Hoặc là đây, với những cái cây lớn thì cô chú anh chị có thể sở hữu ngay 6 cây. Thì cái chỗ này là cái hàng cây lớn và rơi vào hơn 100.000, tức là 0,15 kg cô chú anh chị ạ. Đấy, cô chú anh chị làm một cái giò rất là 6 cây rất là đẹp luôn rồi. Và sang bên này đây sẽ là dòng giáng hương quế tím ạ. Quế tím em bán 150.000 cho 1 kg. Em sẽ bán từ 0,3 kg. Đây là cái mặt bông của dòng quế tím đây cô chú anh chị này. Vài nhánh quế tím thôi cũng cho mình một cái giò lan quế tím rất là đẹp như thế này. Và bên này đây thì em vẫn có những cây tiểu hồ điệp rất là xinh đẹp ạ. Hoa đa màu sắc rất là đẹp luôn. Hiện tại thì cây đang có nụ này, và cũng là cái tầm ghép rất là đẹp của cái dòng tiểu hồ điệp này cô chú anh chị nhé. Hoa rất là nhiều những cái màu sắc, có thể là màu đỏ, màu hồng nhạt hoặc là màu hồng đậm. Nói chung là đa màu sắc, cô chú anh chị nhìn cái thân lá của nó cũng thấy đủ màu rồi đúng không ạ? Em bán cái dòng tiểu hồ điệp này chỉ có 130.000 trong 1 kg thôi. Em sẽ bán từ 0,3 kg luôn cô chú anh chị nhé. Với 0,3 cô chú anh chị có thể trồng những chậu tiểu hồ điệp để khi mà sổ hoa cho đủ sắc màu rất là xinh đẹp ạ. Để thưởng thức những cái bông hoa rất là xinh đẹp của nó khi mà nó nở hoa. Hoặc cô chú anh chị có thể lấy lượng lớn hơn mà người ta có thể tạo ra những cái tác phẩm rất là tuyệt vời. Và sang bên này đây thì em có dòng lan hài dâu xanh. Hài dâu xanh mùa này đang là mùa nụ, và cũng là cái mùa mà bắt đầu cái mầm nó sẽ lên. Cái lượng hài dâu xanh em về cũng không có nhiều, đang mùa mầm lên này, và là mùa nụ nhá. Có những cái cây thì nụ dài, cũng nhưng mà cũng có những cái cây mà nó chưa nhú nụ hoặc là đang bắt đầu là nhú nụ thôi. Đấy, thì cái dòng hài dâu xanh này có những cây đang nhú nụ này, có những cây thì chỉ mới bắt đầu là nhú nụ lên thôi.
Thì hài rau xanh với giá chỉ có 100.000 cho 1kg thôi. Và cái dòng hài này thì trên một cái cần hoa có thể cho rất là nhiều bông hài. Và với những chùm rau rủ dài rất là độc đáo và đẹp luôn ạ. Bên này đây thì em có cái dòng lan, đây sẽ là cái dáng hương. À đây là cái dòng nhất điểm hoàng với giá chỉ có 80.000 cho 1kg. Em sẽ bán từ 0,5kg luôn ạ. Và tiếp sang bên này đây thì em có cái dòng lan, là dòng kiều vuông cánh trắng cô chú anh chị ạ. Cái dòng này thì cô chú anh chị mình có thể về kích hoa để nó nở đúng vào thời điểm Tết luôn ạ. Em bán với giá 250.000 cho 1kg. Và cô chú anh chị có thể lấy khoảng tầm 0,4kg, tức là 100.000 để cô chú anh chị có một cái giò lan rất là đẹp rồi. Một cái giò lan kiều vuông cánh trắng rất là đẹp để mà cô chú anh chị thưởng thức hoa Tết hoặc là hoa xuân rồi đấy ạ. Sang bên này đây sẽ là những cây dáng hương đuôi sắc cũng rất là đẹp ạ. Cây vừa tầm ghép tuyệt vời luôn cô chú anh chị nhá. Không quá lớn và không quá nhỏ, đủ cô chú anh chị có thể ghép trụ hoặc trồng chậu để mùa tới sẽ cho cô chú anh chị những bông hoa đẹp. Và đa số toàn là những cây xếp vê thẳng như này, với giá em bán là 130.000 trong 1kg. Và tiếp sang bên này đây sẽ là một cái lô dáng hoàng thảo hoàng lạp xanh mướt luôn như này. Hoàng lạp em bán với giá sẽ là, hoàng lạp này em bán với giá là 140.000 trong 1kg nhé cô chú anh chị nhé. Và bên này đây thì em có một cái rể hoàng lạp rất là đẹp luôn ạ. Mấy rể hoàng lạp này thì em xin phép được bán rể này với giá chỉ 90.000 thôi. Và mầm gốc đang lên chi chít luôn. Bên này thì em có một cái phần hoàng thảo vảy rồng. Hôm nay thì dân người ta có được một cái phần hoàng thảo vảy rồng rất là ít này thôi. Và cái lô vảy rồng này em xin phép được bán với giá là 60.000. Cô chú anh chị ạ, một cái loại lan mà có sức sống rất là mãnh liệt. Sang bên này đây thì em có những cái cây kiếm lá giáo. Cái dòng lan này thì những cái bông hoa kiếm khi mà nở cũng rất là đẹp luôn. Và có thể cho rất là nhiều những cái màu sắc và có những cái mặt hoa có thể cực kỳ là giá trị. Và một cái lô kiếm lá giáo này em bán là 40.000 cho một lô nhé cô chú anh chị nhé. Một lô rất nhiều như vậy chỉ có giá là 40.000 thôi ạ. Dạ, sau bên này đây cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt bông của dòng lan hài Henry này. Ở đây thì em có duy nhất một cái lô hài Henry này và em bán với giá là 50.000 cho cả lô này. Chắc cô chú anh chị về phải làm được ít nhất là 3 chậu hài Henry nhá. Với cái bông hoa sắc tím mang hình dáng chiếc giày, chiếc hài và mang sắc tím rất là đẹp như này. Và bên này thì em có dòng lan hài Cosi. Hài Cosi này nó sẽ nở hoa vào mùa thu. Thậm chí hiện tại cây nào mà nở hoa sớm là bây giờ đang bắt đầu là cho nụ rồi đấy ạ. Em bán hài Cosi này với giá chỉ 120.000 trong 1kg thôi. Em sẽ bán từ 0,3kg nhé cô chú anh chị nhé. Để cô chú anh chị có thể ngắm những cái bông hoa xinh đẹp ở mùa thu tới. Và bên này là hoàng thảo nghệ tâm ạ. Một cái lô hoàng thảo nghệ tâm rất là nhiều như thế này, còn có tên là thạch hộc duyên dáng. Một lô như vậy đủ cô chú anh chị làm một giò cực đẹp luôn ạ. Hiện tại cây đang lên rất nhiều mầm ở đây cô chú anh chị này. Cái mùa ghép rất là tuyệt vời của dòng lan hoàng thảo nghệ tâm. Và em bán một lô nghệ tâm như vậy với giá chỉ có 50.000 cho một lô thôi. 50.000 thì cô chú anh chị có thể sở hữu ngay một cái lô nghệ tâm rất là đẹp cho sân vườn của nhà mình. Cô chú anh chị nhìn cho em, đây là mặt bông của hoàng thảo nghệ tâm này. Đó. Và bên này thì em có hai cái lô dáng hương quế lan hương của chính chị nhá. Em bán thanh lý xả hàng luôn ạ. Một cái lô quế này, mùa này là cái mùa quế lan hương, cũng là cái tầm ghép rất là đẹp luôn. Một cái lô quế lan hương này em bán với giá là 60.000 đi ạ. Về cô chú anh chị bó lên cây, có thể mùa này vẫn còn có hoa để cô chú anh chị thưởng thức, hoặc là cô chú anh chị ghép giò nhá. Sang năm đảm bảo cô chú anh chị có một cái giò quế rất là tuyệt vời luôn. Có 60.000 cho lô quế lan hương này thôi. Và bên này sẽ là những cây quế xếp. Bên này sẽ là những cây quế xếp. Và lô này em cũng bán với giá chỉ có 60.000 thôi. Đó, em còn có hai lô duy nhất. Nhìn xấu mã như vậy thôi, nhưng cô chú anh chị về chăm đảm bảo cô chú anh chị sau này sẽ được hưởng cái trái ngọt rất là tuyệt vời luôn ạ. Bên này đây thì em có kiều tím miền Trung, hay còn gọi là kiều hồng. Thì em có một số phần kiều tím miền Trung này bán rẻ hơn cả những dòng kiều khác luôn. Kiều tím miền Trung cả lô này với giá có 130.000, em gọi là phần 1 ạ. Phần số 2 này cô chú anh chị này cũng là một lô rất nhiều, 130.000. Và phần số 3, phần số 3 đây em bán với giá là 120.000 cho phần số 3 này. Mỗi một phần kiều là để cô chú anh chị có thể có một cái chậu kiều rất đẹp luôn rồi, có 130. Phần tiếp theo là phần số 5 này. Phần số 5 này cũng có giá là 130.000 thôi cô chú anh chị nhé. À phần số 4, phần số 4 này cũng có 130.000 thôi ạ. Dạ bên này đây ạ, hôm nay thì em còn có duy nhất ba cái chậu giả hạc Pháp. Hàng hoa nở Tết và mỗi một chậu rơi vào từ ít nhất là 8 thân trở lên. Đó, ít nhất là 8 thân trở lên, cây dễ thuần, dễ chăm và cực kỳ là khỏe cây cô chú anh chị nhé. Rất là dễ sống, dễ chăm. Hoa sai một cách tự nhiên luôn cô chú anh chị, nhìn cho em cái dòng giả hạc Pháp này.
Nó rất là dễ sống, dễ chăm luôn. Và một cái chậu như thế này bình thường em bán 120, thì hôm nay em để giá cho cô chú anh chị là 100.000 thôi nhá. Và bên này đây ạ, là những cây cây lan mà rất là đẹp, mà hiện tại đang được những người chơi lan phải nói là vô cùng là ưa thích, là sưu tầm cô chú anh chị nhá. Đó là những cây Koki, Korat Koki cô chú anh chị ạ. Đây là cái mặt bông của dòng Korat Koki. Khi mà người ta trồng thuần lên chậu như thế này, chắc là giá của nó phải tầm 1 triệu cô chú anh chị ạ. 1 triệu cho một chậu như thế này. Đó, những cái chậu Korat Koki nhá cô chú anh chị. Mặt hoa của dòng Korat Koki này thì thực sự là rất là đẹp cô chú anh chị ạ. Lại bền, vừa bền hoa mà cực kỳ là thơm. Nên là dòng Korat Koki này thì hiện tại là một cái mặt bông mà phải nói là được rất nhiều người chơi lan, người ta ưa thích và muốn sưu tầm những cây Korat Koki. Và những cái nhà vườn mà người ta khi mà đã trồng thuần được chậu rồi thì em thấy là giá bán siêu đắt luôn. Thì ở đây hiện tại em đang có những cái chậu Korat Koki, tất cả đều là chậu cây đôi cô chú anh chị nhé. Chậu cây đôi về cô chú anh chị có thể tách nó ra hoặc là để nguyên như vậy, cho thêm giá thể sang một cái chậu khác, cho thêm giá thể là sang năm là những cây này sẽ cho hoa rồi cô chú anh chị nhé. Sang năm tới là chắc chắn là những cây này sẽ cho những bông hoa rất là đẹp rồi. Và những cái chậu Korat Koki này em chỉ bán với giá có 120.000 cho một cái chậu Korat Koki hai cây này thôi. Đấy, cô chú anh chị về chăm được 1 năm có hoa để cô chú anh chị thưởng thức luôn. Sang năm thưởng thức luôn, thay vì cô chú anh chị bỏ ra cả tiền triệu để mình mua một cái chậu Korat Koki mà nhà vườn người ta đã trồng thần sẵn. Thì đây ạ, là những cái chậu mà đang ra rễ rất là đẹp như thế này, về cô chú anh chị chăm đến sang năm mình có chậu rất là đẹp để cô chú anh chị thưởng thức rồi ạ. Nói chung ấy, dòng này thì để mà mua được lẻ rất là khó cô chú anh chị ạ. Không phải lúc nào cũng mua được cái giá lẻ đâu. Nhà vườn người ta nhập cả thùng và người ta cho vào vườn, và bán ra thì với cái giá khi mà đã trồng thuần ở chậu rồi, người ta bán ra phải nói là cực kỳ là đắt ạ. Đó, nếu như cô chú anh chị yêu mến và muốn sưu tầm cái mặt bông Korat Koki rất là đẹp này, cô chú anh chị có thể sưu tầm ở đây, có 120.000 cho một chậu hai cây nhá cô chú anh chị nhá. Và sang bên này đây là cái dòng châu hồng gấm. Châu hồng gấm cũng vậy ạ, cũng là một cái mặt bông. Cô chú anh chị nhìn cho em những chậu Korat Koki nó quá là tuyệt vời như thế này, đẹp. Và bên này sẽ là những cái mặt bông của dòng châu hồng gấm đây cô chú anh chị nhá. Cái dòng này thì cho mình hoa quanh năm luôn cô chú anh chị ạ. Tuy nhiên thì đây ạ, hiện tại em đang có một cái cây nó đang có nụ này. Những cây này thì ở những thời gian trước nó đều đã cho hoa rồi ạ. Mặt bông của châu hồng gấm thì rất là tuyệt vời như này. Và một cái chậu châu hồng gấm này em cũng bán với giá chỉ 120.000 thôi. Rất là dễ thuần, dễ chăm, dễ sống luôn cô chú anh chị nhá. Và sang bên này đây sẽ là những cái chậu kiều lộc bắc ạ. Một chậu kiều lộc bắc cực kỳ là sum xuê với những cái giả hành bự và đẹp như thế này ạ. Một cái chậu kiều lộc bắc như vậy ạ, giả hành to như cái ngón tay, ngón chân luôn cô chú anh chị nhá. Hứa hẹn sẽ cho cô chú anh chị một mùa hoa tuyệt vời. Và giá của chậu kiều lộc bắc này em bán với giá chỉ 180.000 thôi. Đó, thậm chí còn rẻ hơn cả những cái hàng kiều bình thường đúng không ạ. Cái dòng hoa kiều lộc bắc cực đẹp, nở hoa thời điểm Tết đấy ạ. Và sang bên này đây là những cái chậu hoàng lạp lên bầm chi chít luôn, hứa hẹn cho một cái chậu cực kỳ là đỉnh. Em bán một cái chậu như vậy với giá chỉ 110.000 cho một giò thôi. Đó, sang bên này đây thì em có cái dòng lan giả hạc chớp Mỹ, cũng là dòng hoa nở vào thời điểm Tết ạ. Trước đây bán mỗi một thân trên 300.000 ạ. Một cái dòng mà hiện tại thì mỗi một chậu rơi vào khoảng tầm 3 thân cô chú anh chị nhé. Nếu như là 4 thân thì nó sẽ ngắn hơn cô chú anh chị ạ. Và có những cái thân hiện tại đã dài khoảng tầm 6-70 cm rồi. Nhà những cái chậu này thì chắc chắn là đến Tết cô chú anh chị có những cái chậu lan rất là đẹp luôn. Và một cái chậu giả hạc chớp Mỹ đẹp như thế này ạ, em bán với giá sẽ là 110.000 cho một chậu nhé cô chú anh chị nhé. 110.000 cho một cái chậu giả hạc chớp Mỹ này. Mua 3 chậu em bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị. Và bên này đây, bên này đây thì em có trầm cổ hay còn gọi là trầm than củi ạ. Với giá một cái chậu trầm cổ như vậy, không phải tự dưng mà nó được gọi tên là trầm cổ đâu ạ. Mặt bông của nó vô cùng là tuyệt vời, sai hoa một cách tự nhiên luôn cô chú anh chị ạ. Mặt bông của dòng trầm cổ này cô chú anh chị này, tím đậm đà rất là đẹp như này. Đó, cô chú anh chị mà chăm đến độ đạt nó phải dài tầm 2 mét nhé cô chú anh chị nhé. Hoa tím đậm rất là đẹp luôn. Và khi cây còn non tơ thì nó sẽ là màu xanh, và càng già thì nó sẽ chuyển sang màu xoắn đỏ. Và khi nở hoa, hoa tím lịm rất là đẹp. Một cái giò như thế này thì rơi vào ít nhất là 6 thân. Đó, ít nhất là 6 đến 8 thân trở lên. Em bán 120.000 cho một chậu. Sang bên này đây sẽ giả hạc Hawaii ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em, những cái chậu giả hạc Hawaii phải nói là vô cùng là đẹp như thế này. Cũng rơi vào ít nhất là từ 5 thân trở lên cho một chậu giả hạc Hawaii như vậy này. Đấy, một chậu giả hạc Hawaii dài mượt, vuông ngọn,
rất là đẹp như thế này. Cô chú anh chị nhìn ạ. Thực sự nó rất là đẹp như thế này. Với giá em bán chỉ có 120.000 cho một cái chậu giả hạc Hawaii này thôi. Hoa của nó sẽ nở vào thời điểm Tết nhá. Và tiếp sang bên này đây ạ, thì em có những cây bên này sẽ là cây thiên nga. Đây là dòng thiên nga hoa màu đỏ, chuẩn mặt bông cây giống. Cây này là cây năm thứ năm hết rồi. Giả hành rất là bự. Và chắc chắn là hứa hẹn cho cô chú anh chị, không những năm trước đã cho hoa rồi nên không lý do gì để cô chú anh chị có thể không được thưởng thức hoa trong mùa tới ạ. Và một cái chậu thiên nga đỏ như vậy em bán với giá là 110.000 cho một giò. Hàng trồng ổn định trong chậu rồi, về cô chú anh chị chỉ việc tưới và thưởng thức hoa thôi. Và sang bên này đây thì em có những cái bảng long tu xuân di linh cô chú anh chị này. Một bảng rất là nhiều thân, rơi vào ít nhất là chắc là tầm 8 thân cho một bảng ạ. Em bán với giá là 140, bình quân là 140 một bảng. Hoặc lát nữa cô chú anh chị mình có thể chọn theo hình ở đây cho em. Đấy, em cũng có chia theo hình để bán. Bên này đây sẽ là những cái siêu phẩm đen đỗ úc mắt đen cô chú anh chị này. Một cái giò đen đỗ úc mắt đen như vậy phải rơi vào ít nhất là chục thân trở lên ạ. Có những thân hiện tại đã dài trên 60 cm. Một lứa mà mới đang chuẩn bị lên này, hàng đã bắt đầu là đi vào cái giai đoạn là thu ngọn rồi. Và hoa sẽ cho hoa thời điểm Tết cô chú anh chị nhé. Cái dòng đen đỗ úc mắt đen ạ, những siêu phẩm. Đấy, chắc chắn những với những giò tác phẩm như thế này đến Tết sẽ cho cô chú anh chị một cái giò lan phải nói là vô cùng là tuyệt vời. Đấy, thân cứng cáp và to mập nụ, một chậu nặng chịu tay. Hơn chục thân như thế này với giá em bán chỉ có 230.000 cho một giò thôi cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây thì em còn có duy nhất hai cái giò đen rô dòng hoa vàng và hạng nâu đen hoặc nâu đỏ. Cái dòng này gọi là dòng đột biến. Cái chậu này em gọi là chậu số 1 này, có tất cả là 4 thân, tuy nhiên có một thân bị lỗi ngọn ở đây. Nên là cái giò này em xin phép được bán nó, bình thường em bán 180 thì hôm nay em để giá cái giò này với giá là 140 đi cô chú anh chị ạ. Đấy, chắc chắn một điều là cô chú anh chị không mua nơi đâu được rẻ như vậy. Và cái chậu này em gọi là chậu số 2. Đấy, chậu số 2 này thì có vẫn còn có 4 ngọn rất là đẹp luôn. Chậu này em xin phép được bán 160.000 cho chậu này. Còn hai chậu duy nhất nên em bán xả nốt nhé. Và sang bên này đây sẽ là những cái giò địa lan quân tử. Mỗi một chậu địa lan quân tử rất là nhiều cặp lá luôn ở đây ạ. Em bán với giá chỉ có 70.000 cho một cái chậu địa lan quân tử này thôi. Cô chú anh chị mình có thể trồng trong phòng khách, bàn làm việc hay là phòng ngủ. Vừa tạo cái không gian đẹp, tạo cái vẻ đẹp, tạo không gian xanh. Và vừa tạo cho cô chú anh chị, giúp cho cô chú anh chị mình loại bỏ những chất khí độc hại ở trong không khí. Hay là ở trong không khí và tạo cái không khí môi trường rất là trong lành nhá. Bên này đây sẽ là những cây hoàng tử áo trắng ạ. Cái cây cao vút như này, to và rất là dễ thuần dễ chăm. Hoàng tử áo trắng em bán 180.000 cho một chậu. Sang bên này đây sẽ là những cây lan vũ nữ đang nụ rất là đẹp luôn. Mấy dòng vũ nữ thì nó sẽ cho mình hoa quanh năm luôn cô chú anh chị nhé. Dòng vũ nữ là cho mình hoa quanh năm luôn ạ. Và đặc điểm là rất là dễ thuần dễ chăm. Đó, hoa thì quanh năm và bền hoa. Đây là những cái dòng lan vũ nữ. Đây sẽ là những cái dòng lan vũ nữ mà em nghĩ rằng là đặc sắc và đáng sưu tầm nhất ạ. Đầu tiên sẽ là những cây vũ nữ hoàng hậu xanh cô chú anh chị này. Vũ nữ hoàng hậu xanh, một cái chậu mà rất nhiều giả hành bự và đẹp như thế này. Hứa hẹn sẽ cho cô chú anh chị một mùa hoa vũ nữ tuyệt vời luôn ạ. Em bán một chậu vũ nữ hoàng hậu xanh như vậy với giá chỉ 140 ạ. Và cái cần hoa của vũ nữ hoàng hậu xanh này dài cả mét và cực kỳ là to luôn. Nói chung là rất là đẹp. Sau bên này đây thì em có những cây lan vũ nữ mèo cam ạ. 180.000 cho một chậu vũ nữ mèo cam giả hành khỏe đẹp, mà một chậu thì từ 1 cho đến 2 cần hoa. Đó, cây đang nụ nhá cô chú anh chị nhá, mèo cam. Em bán một chậu 180.000. và bên này sẽ là dòng ngọc nữ. Ngọc nữ hàng cũng đang nụ vô cùng xinh ạ. Chậu sẽ từ 2 nụ trở lên, em bán một chậu như vậy với giá 180.000. và hàng này thì cô chú anh chị yên tâm luôn. Rất là dễ sống, dễ chăm, về cô chú anh chị cũng không cần phải để thay chậu mà cứ để nguyên như này chăm sóc và thưởng thức hoa thôi. Sang bên này sẽ là vũ nữ sô cô la baby, một cái cần hoa dài cả mét. Đấy, vươn cao và siêu phân nhiều nhánh của chú anh chị ạ. Đấy, nó sẽ còn, đây đang là phân nhánh rất nhiều nhánh rồi, và sau này nó còn rất là dài nữa và bắt đầu bung lụa của chú anh chị nhá. Hoa thì rất là thơm và cực bền hoa luôn. Một chậu sô cô la baby hàng size đại đẹp như vậy, giá em bán 180.000 cho một chậu. Và tiếp sang bên này đây là em có dòng cát lệ a. Dòng cát một cát mini, nói là cát mini nhưng mà cái bông hoa cũng rất là to luôn ạ. Cái mầm chậu thì rất là nhiều giả hành đẹp như vậy, em bán là 90.000 cho một chậu. Dòng này thì cho mình hoa quanh năm và cái sắc hoa cam tươi rất là tuyệt vời luôn ạ.
Sang bên này đây sẽ là rất là nhiều những dòng hàng lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình rồi, để cô chú anh chị mình có thể chọn lựa những cái phần lan gọi là ưng ý nhất cho sân vườn của nhà mình từ những cây lan đột biến, những cây giám hương đuôi cáo rất là đẹp. Em xin phép được giới thiệu từng hình một đến cô chú anh chị nhé. Đầu tiên ạ, em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị sẽ là những hình dáng hương đuôi cáo trước ạ. Một cái hình dáng hương đuôi cáo số 1, một cái cây xếp rụt bản lá to rất là đẹp như thế này. Đó, có hai cây là cái dòng cây mẹ con cô chú anh chị nhé, và thêm một cái cây đơn ở đây đều là cây xếp rụt bản lá to đẹp. Hình này em xin phép được bán nó với giá là 140.000 ạ, là cái hình số 1 ạ, rất là đẹp ạ. Hình tiếp theo sẽ là hình số 2, hình số 1A. Hình này có 17 cây cô chú anh chị nhé. Hình này có tất cả là 17 cây cáo, nói chung là dòng thiếu niên, rất là nhiều cây cáo xếp xinh luôn ạ. Hình này em bán với giá 110.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 2. Hình số 2 này thì em có tất cả là 18 cây luôn nhé, mà giá của nó chỉ có 90.000 thôi, tức là có 5.000 cho một cây dáng hương đuôi cáo rất là xinh đẹp của vùng Cao Bằng ạ. Sang bên này đây sẽ là hình số 3, một cái chậu dáng hương đuôi cáo hứa hẹn cho mùa hoa năm sau tuyệt vời đấy ạ, bông cáo tuyệt vời đấy ạ. Em bán cái chậu này 200.000 ạ. Và sang hình số 4 này, hình số 4, một cái chậu dáng hương đuôi cáo cũng toàn những cây xếp thẳng tắp như vậy, em bán với giá là 200.000. Và bên này đây sẽ là những giò long tu xuân, dòng long tu xuân Di Linh, hoa sẽ nở vào thời điểm Tết cô chú anh chị nhé. Với những cái giò long tu như thế này, đó, cô chú anh chị đi mua 1kg long tu hơn 200.000. Thì thay vì cô chú anh chị mua những cân long tu như vậy, cô chú anh chị mua những chậu này, giò này cho em, thậm chí nó còn rẻ hơn cả hàng cân, về treo lên để tưới nước và chờ hoa thôi, tội gì phải mua hàng cân đúng không ạ. Và giò này em gọi là cái giò số 5 này, một cái giò long tu rất là đẹp như thế này, em bán với giá là 150.000 thôi, đảm bảo cô chú anh chị là rẻ hơn cả hàng cân luôn ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 6, cái giò này em bán với giá là 140.000. Và hình số 7 chỉ có 130.000 thôi. Hình số 8 này cô chú anh chị này, hình số 8 với giá 140.000. Đó, 140.000 để cô chú anh chị có một giò long tu rất là đẹp như thế này, giả hành cực kỳ là khỏe luôn, cây đua ngọn rất là đẹp. Tiếp theo sẽ là hình số 9, giò này cũng có 140.000. Số 10 cũng là 140.000 đây cô chú anh chị này, 140.000 ạ. Và số 11 cũng là 140.000. Và 12 130.000 thôi ạ. Sang bên này đây sẽ là cây HO 5 cánh trắng, HO hay còn gọi là 5 cánh trắng hiển oanh. Ở năm 2002 em mua những cây hiển oanh này với giá hơn 2 triệu. Và trước đó khi mà cái thời điểm cao nhất thì một cái cây hiển oanh, một sen của nó đạt rơi vào là 8 triệu. Nói chung là đây là một cái dòng lan đột biến, và em muốn nói rằng đây là một cái dòng lan đột biến mà có mặt hoa rất là đẹp. Hiện tại có những cây đang nụ nhưng cũng có những cây chỉ đang ki thôi, để cô chú anh chị về nhân giống này. Cô chú anh chị về có thể hàng này là bao chuẩn mặt bông cây giống hết nhé cô chú anh chị nhé, hiển oanh. Hiện tại thì ai yêu mến cái dòng hiển oanh này đều có thể sưu tầm 5 cánh trắng hiển oanh, mặt hoa rất là đẹp luôn ạ. Cái giò này em gọi là cái giò số 13. Hiện tại cái hình này đang có một nụ để với cô chú anh chị có thể được ngắm mặt hoa luôn. Rất là nhiều ki trên thân và mầm gốc ạ. Và giò này chỉ có giá là 150.000 thôi cô chú anh chị nhé, 150.000 thôi cho giò hiển oanh này ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 14 ạ. 14, một cái chậu hiển oanh này đang hai nụ này, một mầm gốc này. Và giò này em xin phép được bán là 150.000. Và tiếp theo sẽ là cái hình hiển oanh số 15. Cái chậu này một mầm gốc này cao khoảng tầm 40 cm cô chú anh chị ạ. Cái mầm thân già này cô về cô chú anh chị có thể kích ki hoặc là kích hoa nhé. Cái giò này em xin phép được bán với giá là 100.000. Và hình tiếp theo sẽ là cái hình số 16 ạ. Một cái chậu hiển oanh này thì đang có hai nụ. Hai nụ này với cả rất là có ki trên thân và mầm gốc cao khoảng tầm 40 cm. Chậu này em xin phép bán 180.000. Và hình số 17, một cái chậu hiển oanh có ki trên thân và mầm gốc. Cái bông này thì bông hoa kích đầu ngọn nên là không lột tả thì cái vẻ đẹp của nó. Cái chậu này xin phép được bán là 150.000. Và hình tiếp theo số 18 ạ. Chậu hiển oanh 18 ki trên thân và một nụ hoa ở đây, bán 150.000. Và hình số 19 này, 19 em bán là với giá là 120.000. Đó, một chậu hai mầm gốc rất là đẹp và cực nhiều ki trên thân luôn. Và sang hình 20 ạ. Hình 20 này em cũng có chậu hai mầm gốc và rất nhiều ki trên thân, hàng chuẩn mặt bông cây giống cô chú anh chị nhé. Em bán hình này với giá là 120.000. Và tiếp sang bên này đây, hình 21 em có một cái chậu hài rất là đẹp ở đây, hài vệ nữ ạ.
Chậu hải về nữ này em bán với giá là 100.000, xanh mướt luôn. Bên này thì em có những chậu hoàng nhạn cô chú anh chị có thể mua hàng bên kia. À, theo cây, theo cân hàng bên kia hoặc cô chú anh chị mình mua theo chậu này cho em. Cái chậu hoàng nhạn hình 22 này em bán 150.000 ạ. Và hình 23, hình 23. Cái chậu hoàng nhạn này em bán với giá sẽ là 160.000. Và 24, cái chậu hoàng nhạn này em cũng bán là 150.000 cô chú anh chị nhá. Thì cô chú anh chị tưới tắm chờ hoa trong mùa sau. À, hình tiếp theo sẽ là 25, 140.000 cho chậu hoàng nhạn này. Và hình 26, một cái giò điệp tím của vùng Cao Bằng. Hàng này mắt đỏ rất là đẹp, em bán một chậu này là 130.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 27 ạ. 27, một cái chậu điệp tím của vùng Cao Bằng hiện tại đang nở hoa. Với cánh hoa hồng rất là đẹp luôn. À, cánh bông hoa hồng rất là đẹp này, chậu này em bán 190.000. Và bên này sẽ là những hình hài hương. Hài hương của cái dòng lan hài mà hiện tại là trên gần như là trên rừng đã cạn kiệt về cây giống. Cái dòng hài ít trong những dòng lan hài có hương thơm. Hình này có hai cây hài hương. Một trong đó có một cái cây mẹ con nhé, hình này em bán 120.000. Và hình tiếp theo 29 ạ, cũng là một cái hình hài hương này, em bán với giá 120.000, 3 cây. Hình số 30, một cái hình hài hương này, em bán với giá cũng là 130.000. Và hôm nay thì em có mật ong siêu ngon mà lượng thì về rất là ít thôi ạ. Dân đi rừng lấy được một tổ, nhưng mà tổ nhỏ, tổ rất là nhỏ luôn. Tổ trèo cây vất vả, bao nhiêu vất vả mà chỉ được một cái phần mật ong này thôi. Có hơn 2kg thôi cô chú anh chị ạ. Đặc sánh luôn đây ạ. Còn đây là còn nguyên tổ này. Những cái ống mật của nó đây ạ cô chú anh chị này. Cái ống mật đây nhá. Đấy, cái mật ong này đây là mật ong khoái. Đảm bảo chuẩn, xịn, rẻ. Và làm thuốc thì quá là tuyệt vời luôn. Cái dòng mật ong khoái này này. Em bán chỉ có 200.000 cho 1kg thôi cô chú anh chị nhanh tay nhá. Nhanh tay siêu để sở hữu những cái mật ong mà chuẩn mà rẻ như thế này. Và tiếp sang bên này đây thì em có những chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan ạ. Vỏ thông đủ size luôn, 1 2 3 4 vỏ thông vụn đồng giá 20.000 cho 1kg. Rêu rừng 50.000 cho 1kg và Atonic 12.000 cho 1 gói, di xanh 50.000 và di đỏ 60.000, hồng nguyễn 25.000 cho 1 lọ, 5.000 cho 1 cặp và dưỡng chất AB với giá 85.000 cho 1 lọ. B1 Thái với giá là 40.000 cho 1 lọ. B12 giải độc cho cây với giá là 30.000 cho 1 lọ. Liền da Mỹ Tiến 40.000 và liền da sẹo đen sẽ là 50.000. Super Thai hóc môn tăng trưởng 5.000 cho 1 lọ. Thuốc đặc trị côn trùng với giá là 70.000 cho 1 lọ. Và siêu da dễ N3M 30.000 cho 1 lọ. 3 loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000 cho 1 lọ. 3 loại phân bón lá đồng giá 35.000 cho 1 lọ. Cát tan đặc trị thối nhũn 40.000 cho 1 lọ. Và Kinkinbun cũng là dòng đặc trị thối nhũn. Kinkinbun cũng là dòng đặc trị thối nhũn, em bán với giá là 25.000 cho 1 gói. Chicho Dema phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 cho 1 túi ạ. Và đặc biệt là phân bón chùn quế nguyên chất dòng cao cấp. Dòng 1 túi 1kg đã khẳng định thương hiệu rất là lâu nay rồi. Với giá em bán 35.000 cho 1 túi. Đặc biệt là sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh này, được làm từ dịch chuối, phân châu, đỗ tương, đã ủ men vi sinh, ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng ạ. Và sản phẩm này em bán là 35.000 cho 1 túi. Và sản phẩm này em nghĩ là đây là một cái sản phẩm cực hoàn hảo. Bởi vì ngoài phân châu thì nó còn có cả dịch chuối và đỗ tương nữa, nên là sẽ cung cấp cái giá trị dinh dưỡng tối ưu. Đặc biệt là hạn chế nấm bệnh này. Và cực kỳ là lành tính, thoải mái cô chú anh chị bón hay là trộn với cả giá thể mà không sợ đen đầu rễ. Cô chú anh chị mà sử dụng nhiều cái loại phân bón, không bón không cẩn thận có thể là làm đen đầu rễ. Nhưng riêng dòng phân bón này cô chú anh chị yên tâm cho em ạ. Và bên này thì em vẫn có cái sản phẩm là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng 100%. Được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng và có dạng treo, dạng lan và dạng nhỏ giọt nhé. Một lọ tinh dầu hồi như vậy em bán với giá là 40.000 ạ. Hoàn toàn từ cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng. Mà cô chú anh chị biết rồi, hoa hồi, từ những cánh hoa hồi người ta có thể cho vào món ăn để vừa tạo cái hương vị, vừa tạo độ ngọt, tạo độ mùi thơm, tạo hương vị cho món ăn và đồng thời rất là tốt đối với sức khỏe. Đó, một lọ tinh dầu hồi như vậy em bán là 40.000. Dạ, em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay mà bên em đang có ạ. Và cảm ơn cô chú chị đã theo dõi. Xin phép em được dừng clip ở đây ạ.